Lạy mẹ Maria, khi tứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2024 và cũng là chương trình lần thứ 1158 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài viết Cuộc Đời Nhẹ Nhàng. Bài viết của Linh Mục Nguyễn Tất Hải, Dòng Chúa Cứu Thế. Câu chuyện các linh hồn trong luyện ngục và câu chuyện Đức Mẹ giải thoát các linh hồn. Xin kính mời quý vị theo dõi. Lời nguyện: xin Đức Mẹ Lộ Đức chữa lành cho các bệnh nhân. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, xin mẹ chúc phúc cho tất cả những người làm việc trong lĩnh vực y tế và các gia đình của bệnh nhân, là những người nhìn thấy nơi người thân của họ gương mặt đau khổ của Chúa Giêsu. Vì trong nghề nghiệp chuyên môn và trong sự im lặng của những nhân viên y tế, có thể họ không nhắc đến danh Đức Chúa Giêsu Kitô, nhưng họ bày tỏ người một cách cụ thể. Nguyện xin mẹ là mẹ của lòng thương xót và sức khỏe cho những người đau ốm, chúc phúc và chữa lành cho các bệnh nhân. Nguyện xin lòng từ mẫu của mẹ được tỏ lộ khi mẹ đứng cạnh con mẹ đang sinh thì trên thánh giá. Xin mẹ đồng hành cùng giữ vững đức tin và đức cậy của mỗi người bệnh tật và đau khổ trên cuộc hành trình chữa lành những vết thương thể xác và tinh thần của họ. Amen. Lời cầu của những người cô đơn và lẻ loi. Lạy Chúa, xin Chúa ở bên cạnh con vì con sống một mình. Xin Chúa ban cho con sức khỏe tốt để có thể làm việc ngày này sang ngày khác. Xin Chúa cho con có những tư tưởng trong sạch và những hành động tốt lành. Xin cho con sống tử tế và vị tha đối với những nhu cầu của người khác. Xin Chúa bảo vệ con khỏi nạn hỏa hoạn, lụt lội và tránh xa khỏi những người có miệng lưỡi độc ác. Xin Chúa bảo vệ con khỏi kẻ trộm cướp, khỏi cảnh sợ hãi và khỏi kẻ dữ. Lạy Chúa, con khiêm nhường khẩn cầu Chúa, xin nghe tiếng kêu cầu khẩn thiết của con. Khi cơn bệnh hay tai nạn đến với con, khi con cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, xin Chúa nâng tâm hồn con lên và giúp con biết cách cầu nguyện. Lạy Chúa, con đang ở một mình, con sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa vì biết Chúa hiện diện với con luôn mãi. Amen. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Cuộc Đời Nhẹ Nhàng Và Hạnh Phúc. 100 người đọc bài viết này thì có 99 người cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng và hạnh phúc hẳn lên. Tôi vừa đọc một cuốn sách cũ, tôi đã học được nhiều bài học sâu sắc. Tôi cảm thấy nó là cách tốt nhất để mọi người có thể sống một cuộc đời ít phiền muộn. Chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ đôi điều mà tôi đã học được từ cuốn sách ấy với mọi người. Thứ nhất, sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được, mà chỉ cần lấy từ trong tâm thôi. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Thứ hai, tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn.
sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ một câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói, giận quá mất khôn. Tôi nghĩ điều đó rất đúng, bởi tôi đã từng đánh mất một người bạn của mình, chỉ vì nói ra những lời nặng nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi vừa ý. Lúc ấy, tôi làm tổn thương người bạn, để bây giờ tôi đánh mất một người bạn thân. Thứ ba, suy nghĩ sẽ định hình con người của bạn. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ rằng bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố gắng biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. Thứ tư, biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó chúng ta phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân của mình. Biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó, chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có người đã mất cả đời chỉ là làm điều này thôi đấy. Chính tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong thời gian tới. Thứ năm, thay thế sự đố kỵ bằng sự ngưỡng mộ. Còn đố kỵ thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản rồi lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn, thậm chí vì đố kỵ, con người có thể biến chất trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới. Thứ sáu, nhân từ với hết thảy mọi người. Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ, vì mỗi người có một nỗi khổ riêng, chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người bằng con mắt nhân từ, nên đời bạn sẽ luôn đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo, tâm can được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác. Thứ bảy, tùy duyên. Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên. Vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Bài học sâu sắc cuối cùng mà tôi học được chính là để mọi thứ tùy duyên. Như nhà sư đã nói, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình. Còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Vì vậy nếu muốn nắm bắt điều gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi, nhưng có lúc bạn cũng phải biết buông bỏ nếu chuyện đó đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm cho bạn khổ đau, rồi vấn vương muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn. Tôi đã làm được 4/7 điều rồi mà thấy đời mình cũng thanh thản đi bớt phần nào. Đặc biệt tôi thích nhất là điều cuối cùng. Tôi cũng mong rằng những điều này sẽ giúp ích cho bản thân của mỗi người.
Thưa quý vị thính giả, theo thứ tự sau đây, Linh Mục Nguyễn Tất Hải nói về cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Câu chuyện thứ hai, các đằng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Câu chuyện thứ ba, Đức Mẹ Maria giải thoát cho các linh hồn ở luyện ngục. Thứ bốn, đừng thất hứa, hãy giữ trinh khiết. Thứ năm, lời than thở của một linh hồn ở luyện ngục. Và thứ sáu, hãy cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Do nhóm thực hiện chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ trình bày, quý vị có thể theo dõi các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.mẹmaria.org, mẹmaria.org, hay quý vị có thể liên lạc về chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, California 714-265-1512, 265-1512. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Nguyễn Tất Hải, dòng chữ cứu thế. Ngoài hai nhà thờ xương mà tôi có dịp viếng thăm ở Âu Châu, còn có sáu nơi giữ xương người nữa. Đó là mồ xương ở Wamba, Tây Ban Nha, nhà thờ xương ở Hallstatt, nước Áo, nhà thờ xương thánh San Bernardino ở Milano, nước Ý, nhà nguyện xương của nhà thờ thánh Francisco tại Envora, nước Bồ Đào Nha, hầm mộ xương của các tu sĩ dòng Francisco nhánh Capuchin ở Palermo, nước Ý, và đặc biệt là hầm mộ xương ở thủ đô Paris của nước Pháp, có chứa xương của khoảng 6 triệu người, được gắn vào tường trong một hệ thống đường hầm dưới lòng đất, có tổng cộng chiều dài là 300 km. Lý do chính cho sự xuất hiện của các nhà thờ xương hoặc hầm mộ xương là do thiếu chỗ chôn cất, nên xương người chết trước phải được lấy ra để chỗ chôn cho người chết sau. Nhưng một điều chắc chắn là khi đến những nhà thờ xương như thế, cho dù là những hài cốt được sắp xếp nghệ thuật như thế nào, người viếng thế nào cũng có ý nghĩ rằng cuộc đời trần thế thật mong manh chóng qua. Ở một số nhà thờ xương, người ta có đặt những bảng viết nói lên về điều này, chẳng hạn như ở hầm mộ xương của dòng Francisco, nhánh Capuchin ở Roma, có để một bảng viết như sau: chúng tôi đã từng như các bạn, rồi một ngày kia các bạn cũng như chúng tôi thôi. Còn ở mồ xương Wamba, nước Tây Ban Nha, ngay tại lối vào, có một bảng đề những dòng chữ này: khi bạn thấy tôi, bạn sẽ thấy chính bạn. Mọi sự đều kết thúc như thế cả. Hãy nghĩ về điều này và bạn sẽ không sa vào tội lỗi. Riêng tại nhà thờ xương ở Elvora, nước Bồ Đào Nha, có một bài thơ của một linh mục được đặt ngay ở lối ra vào có đoạn như sau: hỡi khách lữ hành, sao bạn vội vã đến thế? Hãy dừng bước. Bạn không có mối bận tâm nào lớn lao hơn điều này. Đó là bạn hãy nhớ lại có biết bao nhiêu người đã từ giã cõi đời này, và bạn hãy suy nghĩ về sự kết thúc tương tự cho chính bạn. Bạn hãy suy nghĩ xem, có phải bạn có rất nhiều nỗi ưu tư, nhưng bạn lại ưu tư rất ít về cái chết. Nếu bạn có dịp nhìn qua nơi này, bạn hãy dừng lại. Bạn càng dừng lâu, bạn sẽ tiến xa hơn trên hành trình của bạn. Để diễn tả sự chóng qua của kiếp người, trong Kinh Thánh cũng có những đoạn như sau: tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80. Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Thánh Vịnh 90 đoạn 10. Hoặc ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Thánh Vịnh 144 đoạn 4. Vì thế điều quan trọng là khi nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc sống, thì con người phải học được sự khôn ngoan, để rồi có thể sống đẹp, sống có ý nghĩa, và nhất là để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Thánh Vịnh 90-12. Tháng 11 này, khi suy nghĩ về sự chết và cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta hãy có những chọn lựa sống khôn ngoan, hợp với thánh ý Thiên Chúa, để rồi sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ hưởng được sự sống đời đời. Một cách đơn giản, chúng ta hãy sống với những đức tính mà Thánh Phaolô có nhắc đến trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5, đó là bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, quảng đại, nhân hậu, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, thanh khiết. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục, và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Một linh mục giải thích rất rõ ràng về lửa luyện ngục. Cha kết luận bài giảng như sau: tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia đình, tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi, đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn. Vào ngày tôi thụ phong linh mục, trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ, cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình, và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là một việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Câu chuyện thứ hai nhấn mạnh đến giáo lý về sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan, tạm gọi Patrick, theo tin lành Luther, vừa mất hiền huynh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái ra đi đột ngột khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ hiền huynh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý tin lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với Patrick: bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đẳng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ từ nay thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho hiền huynh. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành, sớm đón nhận linh hồn anh mình vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận: niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Câu chuyện thứ ba minh chứng sự trợ giúp hữu hiệu của các đẳng linh hồn. Một phụ nữ công giáo đạo đức người Pháp kể lại như sau: từ mấy năm nay tôi mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Thể xác tôi khô héo và cuộc sống trở thành một cực hình. Tôi chỉ biết nằm chờ chết.
Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, những vị nổi tiếng chuyên môn, nhưng rồi tiền mất tật mang, thấy không còn có thể hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị thế trần. Tôi hướng về các đặng linh hồn, kêu xin các ngài trợ giúp, bởi vì hơn ai hết, các ngài hiểu rõ mầu nhiệm đau khổ. Nhân sắp đến tháng 11 là tháng dành riêng cho các đặng linh hồn. Tôi liền quyết định dành chọn tháng 11 để làm các việc đạo đức với ý chỉ nhường lại và cầu nguyện cho các ngài. Cha mẹ tôi cùng với nhiều người thân quen đạo đức cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho và cầu nguyện với các đặng linh hồn. Cứ mỗi buổi tối mọi người tụ họp trong phòng tôi trước bức ảnh thánh cả Lucifer, chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với hai ý chỉ. Thứ nhất là cầu cho các đặng linh hồn sớm ra khỏi chốn luyện hình. Thứ hai cầu cho tôi được lành bệnh. Sau tuần lễ đầu tiên tôi cảm thấy sức khỏe khá dần. Cho đến cuối tháng, vào ngày 30 tháng 11, tôi có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thật là điều tuyệt diệu. Bệnh tật hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết. Tôi vô cùng sung sướng và lòng tràn ngập tâm tình tri ân. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành và tiếp tục cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Thánh nữ Margaret Marie Alacoque là nữ tu dòng thăm viếng ở Paray-le-Monial, nước Pháp, dòng các nữ tu thăm viếng do Thánh Francisco de Sales thành lập. Thánh nữ Margaret Marie được Đức Chúa Giêsu tỏ bày trái tim cực thánh của Ngài, trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại. Đức Chúa Giêsu chọn thánh nữ làm vị tông đồ dấu ái của trái tim cực thánh Ngài. Ngài muốn thánh nữ loan báo cho toàn thế giới biết những kỳ công của tình yêu Ngài, những kín ẩn không thể giải thích được của trái tim cực thánh Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margaret Marie Alacoque, đây là trái tim từng nồng nàn yêu thương loài người. Năm 1685, cha François Rollin, dòng tên và là cha linh hướng, truyền cho thánh nữ Margaret Marie Alacoque tự viết lại cuộc đời, vâng lời cha linh hướng thánh nữ viết cuốn tự thuật. Trong cuốn này, thánh nữ kể lại chuyện một linh hồn nơi luyện ngục, xin thánh nữ cầu nguyện, hy sinh cho mình, chóng thoát khỏi lửa luyện hình. Một lần kia, nhằm ngày lễ trọng kính mình máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, khi con đang quỳ chầu thánh thể thì bỗng chốc một người xuất hiện trước mắt con, toàn thân là khối lửa cháy bừng bừng, sức nóng tỏa ra và xuyên thấu vào người con, khiến con có cảm giác mình cũng bị đốt cháy. Người này cho con thấy đang ở trong lửa luyện hình, và tình trạng thê thảm của người này khiến con cảm thương và khóc ròng. Tiếp đến, người này cho con biết Ngài là linh mục tu sĩ thuộc dòng thánh Biển Đức. Cha đã có lần giải tội cho con và ra lệnh cho con được phép rước lễ. Chính vì việc lành này mà Chúa thương ban cho cha đặc ân ngỏ lời với con, xin con thoa dịu nỗi khổ Ngài đang chịu trong lửa luyện hình. Ngài xin con trong vòng 3 tháng trời bằng lòng nhường lại cho Ngài mọi việc lành, phước đức và những hy sinh, bằng lòng chịu đau khổ. Con liền xin phép mẹ bề trên, sau khi được mẹ bề trên ưng thuận, con hứa với Ngài bằng lòng làm mọi sự theo lời Ngài xin. Vị linh mục cho con biết 3 lý do khiến Ngài phải chịu đau khổ nặng nề. Thứ nhất, tự coi trọng quyền lợi riêng hơn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, bằng cách quá chú tâm đến lời khen tiếng chê, giả trá của người đời. Thứ hai, lỗi đức công bằng đối với các anh em cùng dòng. Thứ ba, quá quyến luyến các tạo vật, yêu thương tha nhân với tình cảm thuần túy tự nhiên, và ưa kể chuyện tầm phào trong các cuộc nói chuyện thiêng liêng. Điều này làm mất lòng Chúa rất nhiều. Con không thể nào kể ra cho hết, diễn tả cho trọn mọi nỗi thống khổ con phải chịu trong vòng 3 tháng trời, theo lời con hứa với vị linh mục, bởi vì vị linh mục luôn theo sát con, không rời con giây phút nào. Thêm vào đó, bởi vì toàn thân Ngài giống như khối lửa,
nên con phải chịu đau đớn cách thống thiết và nước mắt cứ liên tục chảy ra ròng ròng. Thấy tình cảnh của con như thế, mẹ bề trên thật động lòng cảm thương con. Mẹ truyền cho con phải làm việc hãm mình đền tội lành thánh, nhất là việc tuân giữ kỷ luật. Bởi vì nỗi đau đớn và thống khổ bề ngoài chị em gây cho con phải chịu vì đức bác ái, làm nhẹ bớt những nỗi đau khổ khác rất nhiều. Và sự thánh thiện về tình thương này ghi dấu trong con, giống như một mẫu hàng nhỏ về những gì nó làm cho các linh hồn phải chịu đau khổ trong lửa luyện ngục. Sau khi tròn 3 tháng, con thấy lại vị linh mục này, nhưng dưới một hình ảnh khác, dáng điệu đầy tràn niềm vui và vinh quang. Ngài ra đi vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài không quên cảm ơn con và hứa với con Ngài sẽ bảo trợ con trước mặt Chúa. Nhưng con lại ngã bệnh, và vì nỗi đau khổ của con chấm dứt cùng lúc với các đau khổ của Ngài, nên con được khỏi bệnh ngay sau đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn luyện ngục. Năm 1884, Đức Cha Bouguer thành lập Hội Phật Tả tại Chapelle, Mont-Ligion, Trung Pháp. Hội Phật Tả có mục đích đền tội và cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ rơi, các linh hồn mồ côi được mau giải thoát khỏi lửa luyện ngục. Một thời gian sau ngày thành lập, Hội Phật Tạ được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 nâng lên hàng tổng hội. Rất nhanh sau đó, Hội Phật Tạ được truyền bá khắp thế giới. Không quốc gia nào lại không biết đến hội. Mỗi quốc gia có hàng ngàn thành viên. Báo chí, tác phẩm của hội viết bằng tiếng Pháp được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hội có nhiều thành viên nhiệt thành trong khắp Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu, toàn châu Mỹ và ngay cả miền cận đông nữa. Hội Phật Tạ có trụ sở tại Đền Thánh Đức Mẹ Mont-Gideon. Đền Thánh được cung hiến ngày 28 tháng 8 năm 1928 dưới danh hiệu Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục. Bức tượng tôn kính trong Đền Thánh có hình Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đang cúi xuống đội triều thiên cho linh hồn của một tín hữu vừa được giải thoát quỳ dưới chân Đức Mẹ về phía bên phải. Tín hữu đôi tay chắp trước ngực và ngước mắt nhìn mẹ. Dưới chân Đức Mẹ về phía bên trái là hình linh hồn của tín hữu, còn bị giam cầm, đang ngồi hai tay xếp lại trên đầu gối và bị mang còng. Tín hữu ngước mặt van lên nhìn Đức Mẹ. Bức tượng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giê-xu được đội triều thiên ngày 19 tháng 9 năm 1935. Thể theo ý muốn của Đức Thánh Cha Pio thứ 11. 2 năm sau, ngày 12 tháng 7 năm 1937, Đức Hồng Y Giugino Pasoli, quốc vụ khanh tòa thánh, sau này sẽ lên ngôi giáo hoàng với tên gọi là Pio thứ 12, đến Mont-Gion, quỳ gối cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện tội. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 12 chấp nhận tước hiệu vị bảo trợ hội Phật Tạ. Đức Giáo hoàng Chân Phước Gioan 23 ghi tên gia nhập hội Phật Tạ từ năm 1929. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban phép lành tòa thánh cho hội Phật Tạ và cho tất cả thành viên của hội. Ngày 20 tháng 5 năm 1908, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 ban 100 ngày ân xá cho mỗi thành viên hội Phật Tạ. Mỗi khi đọc lời nguyện sau đây, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục dâng lên Đức Mẹ Mont-Gion, tức là Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.